trường hợp một vị tỳ khưu từ việt nam sang anh mỹ và thăm gia đình vị đó đồng thời có giảng pháp cho một số phật tử nếu vị đó trú lại tại nhà gia đình vị đó là những người chị hay tại nhà của phật tử xưa cho con hỏi những người thân của vị này và phật tử có phạm luật mà đức phật đã quy định không và vị này có phạm luật không? vì con nghe một vị tỳ khưu không được chung nhà một mái với những người nữ. À, xin sư giảng rõ về giới luật này của Đức Phật đã ban hành, trường hợp nào nên và không nên. À, Nó như thế này, là theo luật cái là do do À, ngày à, như là ngày cách chạy giá ná thì phải khi mà ngài được một cái người nữ khi mà ngài được người nữ à, mời thỉnh ngài à, ở lại ở đêm khuya rồi mời thỉnh ngài ở lại à, rồi sáng mai đi đường thì ngài nhận lời thì khuya ngày hôm đó đó do ngài quá đẹp đi thì ngày mai cách cho giá ná ngày quá đẹp đi. Cho nên người nữ cái dục của họ nó tăng trưởng Cái dục họ tăng trưởng Thì họ mới lột và Họ tự họ tuột độ họ thôi Và tới quyến rũ ngày Và ngày bất động ngày như ngày vững vàng như là một cái ngọn núi mặc cho cái bà chủ nhà đó quyến đủ và nếu quý vị hỏi lỡ bà nhào tới thì sao thì ngày chỗ nóc nhà ngày ngày trốn nha ngày chỗ nóc nhà ngày trốn còn nếu trong trường hợp ngày không có thần thông thì sao sao ngày chỗ cửa ngày trốn trong trường hợp bà khóa cửa thì sao ngày chỗ tường ngày trốn đấy à, cho nên là à, sau đó đó ngày về ngày à, mới nói lại với đức thế tôn và từ đó đức thế tôn có cái quy định là vị thiện kheo không được ở chung mái nhà với người nữ thì um, có gì hỏi người nữ ở đây thì bao gồm luôn cả thân bằng quyến thuộc. Tại sao? Tại vì có trường hợp như thế này cũng trong tầng luật. Có những người có những vị tỷ có có vị tỳ kheo nghĩ là mình sẽ không có không có dục nhiễm đối với đối với mẹ của mình. À, cho nên là thường xuyên tới lui gần gũi với mẹ và thế là cuối cùng thì này phạm giới đấy và đức phật nói là đây là kẻ ngu khi mà họ nghĩ là họ sẽ không có dục nhiễm đối với người nữ dù cho họ là mẹ của mình rồi ngay rồi trong trường hợp khác là chị á, rồi à, rồi à, ngay cả con à, con gái rồi chị gái À, đấy thì ngay cái trường hợp như vậy, đó. cho nên Đức Thế Tôn quy định là người nữ là bao gồm luôn cả những người trong gia đình, chứ đừng bao giờ nghĩ là à, mình sẽ vô nhiễm nếu như người nữ đó là những người à, cùng huyết thống với mình thì không, xin thưa là uh, luật cấm nha. Rồi hơn nữa uh, có một vài lưu ý như sau. Uh, không được ở chung với một vị uh, với một người không phải là tỳ kheo uh, quá ba hôm ba đêm dù đó là người nam ví dụ như uh, mình uh, chung như ngủ chung phòng ngủ chung phòng với người nam uh, thì nếu như người nam đó uh, không phải là uh, không phải là thì kheo á thì cũng không được ngủ chung quá ba đêm nha còn uh, trong một căn nhà thì nó có những cách như thế này một là trong nhà đó phải có đàn ông tức là ngoài mình ra đó trong ngôi nhà đó phải có thêm một người đàn ông nữa ừ. uh, thì uh, như vậy là được nhưng mà tốt nhất uh, là mình uh, ở đi thì nó hay hơn tại vì ở nhà đó xin thương ở nhà nói nó kỳ còn ở nhà ở nhà người thân ấy thì nó nó quá gần gũi và nó khó mà có cái sự nghiêm trang lắm tại hồi xưa thấy thằng tí một tèo nó ở chuồng chạy tới chạy lui mà bây giờ nó đắp cái y bị đập thì nó khó có sự nghiêm trang lắm ừ. rồi nếu như mà ở nhà phật tử ở nhà phật tử thì thứ nhất là mình ở nhà họ nó coi chừng mình sẽ làm xáo trộn cái sinh hoạt trong gia đình họ có những cái họ dám làm nhưng mà có mình vô thì họ ngại ờ, cho nên là phải cẩn thận phải cẩn thận ha ờ, mà nếu như mà có thể lựa chọn á, mình ở, ở riêng tức là một cái căn nhà mà nhà riêng thì nó nó khỏe, còn không á, thì ở cái cái khách sạn. À, còn nếu như mà tại khách sạn thì cũng có đàn ông. Ha. À, còn nếu như ở nhà đó thì ở nhà cư sĩ, ở nhà cư sĩ thì nó sẽ đỡ hơn là ở nhà người quen. À, thì đó là một vài cái uh, lời khuyên của sư ừ. Đấy. cho nên là nếu mà ở chung nhà với nhà chỉ có chị gái thôi mà không có người nam á thì trong trường hợp này là phạm luật ha mà ngay cả trong trường hợp mà không phạm luật á, thì cũng nên có một cái riêng biệt, tách riêng ra thì nó tốt hơn. Rồi à, chúc quý vị ăn vui.